Vâng, và sáng sớm thì cũng đầu tuần thì bác anh Dũng ở tỉnh Bình Thuận thì mở hàng con C800X và những con Crown ngàn hai, con Boss thì chiều nay lên đường cho các bác nha. Thì những cặp loa thì bác nào cứ chốt hàng từ hôm qua thì tất cả hôm đầu tuần này lên đường hết nha. Con này là C800X nha, công suất 1.300W, chạy sò sách Motorola. Về trở kháng con này là chơi rất là sâu, tới 2 ôm và thiết kế rất là ngầu. Thì bên em vẫn còn hàng C800X cho các bác nha, giá 11 triệu bao gồm phí ship, chỉ còn đủ thì em sẽ bớt vài trăm. Con này hàng bản châu Âu, điện là 220 đến 240 và nó có cái gạt điện phía sau. Đường tín hiệu vào thì 6 ly 3 văn, 3 lăng thì em đang cắm 6 ly. Trạm loa thì nó có bắp chuối, mỏ chim và trạm 6 ly. Nó cái trạm chuyển điện này các bác, chuyển điện. Thì hiện tại em đang để chuyển điện 240 thì vì điện Việt Nam chúng ta nó mang tiếng 220 nhưng mà dao động bây giờ là toàn điện nó cao đấy các bác. Này. 250 không có lúc 240. Bây giờ nó hồi trước đây thì 220, bây giờ toàn 230 đến 250 không à. Nên là em gạt qua chế độ điện 223 đến 24 cho bác. Người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Đây là bộ kênh đang hát và dòng này nó hoạt động rất là êm. Em ru. Khẽ hỏi đưa người về hay thăm người đưa ta, người về đang đánh với một cặp bot nha các bác. Người về đâu nhớ ta chăng, người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều lắng trong sương, bước đi âm thầm lòng buồn như chiều dâng, nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài. Thì đây là bộ dây em kìm theo, khi các bác mua những con đáy bên em đều tặng kèm một bộ dây ba lăng xịn sò để các bác kém từ vang xuống nha, trị giá là 300.000, dây can rét của Nhập xịn sò. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác có liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều.